cú sút bóng, pha dứt điểm của Thái Minh Hiếu, cầu thủ được đăng ký theo dạng chuyên nghiệp của Thiên Khôi tại Thiên Khôi Hà Nội Serie A 2023. Và ở mùa giải năm nay thì Thiên Khôi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải đấu. Họ cũng có đội bóng tham dự với mùa giải này sau khi lên hạng từ Hà Nội Serie B. Vừa rồi thì đó là tình huống giải nguy của Quang Tình. Tiền vệ hào hoa của xứ Nghệ đã góp công lớn cho những thành tích của đội bóng này trong những năm vừa qua, như Hải Móm cũng như Khánh Lui Dì. Nguy hiểm, cú đá của Đức Hủi, và dường như bóng tìm tới cột dọc ở trong pha bóng vừa rồi. Tình huống làm tường tốt của Thiện Aguero. Đáng tiếc rằng pha dứt điểm của Đức Hủi, bóng lại tìm tới cột dọc. Quang Tình, Thái Minh Hiếu, cơ hội vào. Ngọc Verratti. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Hiệp Cóc đã mang lại tác dụng. Xuất phát từ tình huống lấy bóng của Quang Tình, Thái Minh Hiếu đưa ra đường chuyền như đặt. Và với một sát thủ như Ngọc Verratti thì chắc Tâm Kaka rất điềm đạm quyết định đưa bóng về. Hùng Cường, Ngọc Verratti kiểm soát được trái bóng. Cơ hội, Tâm Kaka vào. Thiên thần Tâm Kaka. Những gì tinh hoa nhất của Tâm Kaka đã được thể hiện ở trong pha bóng vừa rồi. Pha phối hợp của bộ đôi cầu thủ đến từ xứ Nghệ. Nhịp làm tường của Ngọc Verratti, sau đó là một pha khống chế tuyệt mỹ đến từ Tâm Kaka. Tình huống chạm bóng đầy tinh tế của số 11. Giống như anh trai của mình, Minh Phúc cũng đang là một cầu thủ có kéo trái. Anh trai của Minh Phúc chính là tiền đạo lóc lạng nguy hiểm. Đã có bàn thắng, bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Nguyễn Trãi. Pha ghi bàn của Phong Béo, Hoàng Kim Phong. Kinh nghiệm của tiền đạo bao số 9 bên phía Nguyễn Trãi vẫn đã được thể hiện. Pha đỡ xoay sút cực kỳ tinh tế của Phong Béo. Bản năng sát thủ. Cú đấm bóng của Hùng Cường. Dứt điểm. Không vào. Người chạm bóng cuối cùng là Phong Béo. Ở tình huống vừa rồi thì thủ thành Thanh Huy cũng đã dâng cao. Anh là người đã chạm bóng trước khi bóng đến vị trí của Dũng Nam Định để tung ra cú đá. Phong Béo chạm bóng. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. 3 điểm đầu tiên.